Đi xe đạp hai bánh khác gì đi xe đạp một bánh. Thì tôi thấy là đi xe đạp hai bánh á, mình chỉ cần giữ thăng bằng bên trái bên phải thôi đúng không, mình chỉ cần lắc qua hai bên thôi. Còn một bánh hả là tứ phương tám hướng, cho nên lúc tập là mình hay kiếm một cái điểm tựa, ví dụ như là cái tường nè, còn không bạn hay kiếm người yêu của bạn á, nhưng mà tôi biết bạn không có người yêu đâu nên xài cái tường đỡ đi ha. Còn không là mình sẽ lấy hai cái ghế hai bên này nè để mình giữ thăng bằng hai bên, mình tập giữ thăng bằng trước rồi mình quen rồi mình đi cũng được. Ê, lộn hướng ông nội, bên này nè, bên này nè, không có gì khó sợ là không bên.